Thưa anh, hôm nay vợ chồng tôi sang đây trước tiên là để chúc mừng anh. Sau bao nhiêu năm vất vả, nay đã được minh oan. Vâng, cảm ơn anh chị. Còn việc thứ hai, thưa anh Sinh, thưa chị Bích. Anh ơi, anh chị từ bây giờ chỉ cần báo cáo bác cả em, tất cả là bác cả em giải quyết hết ạ. Dạ vâng, thưa anh chị, trước đây do xảy ra chuyện này chuyện kia cho nên cháu Nam phải sang bên này ở. Bây giờ mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa rồi. Vợ chồng tôi xin phép anh chị được đón cháu về bên nhà. Bác ơi, anh chị thông gia lời quá, đi một lại về ba. Đấy, có con gái đôi lúc cũng tủi phết đấy, nuôi nấng chăm sóc như thế cuối cùng thì châu ngé lại về hết cả nhà anh chị. Chị thông gia, con là con chung mà, bây giờ chúng ta cũng là người một nhà rồi. Chuyện trước đây có gì không hay không phải, chị bỏ qua cho tôi nhé. Để chúng ta cùng nhau chăm sóc các con, các cháu. Đang vui, chị nói lại vui hơn. Thôi chị đừng suy nghĩ gì nữa. Tôi quên lâu rồi. Cảm ơn chị. Hôm qua tôi cũng nói chuyện với hai cháu rồi. Cái Nam sắp đây nó ở cũng đã lâu, nhưng mà bây giờ lại dính đến bầu bí thì tôi rốt đặc cán mai, không biết một cái gì cả. May mà có cô Bích rồi chị Xuân chạy qua chạy lại đỡ đần. Này, anh chị cho cháu về bên đấy thì tốt quá, quy về một mối thì mọi người đỡ phải vất vả. Dạ. Vâng. Còn một chuyện nữa, thời gian vừa qua vợ chồng tôi có tìm được một căn biệt thự khá là đẹp, lại ở ngay gần nhà. Cũng muốn là để hai cháu được ra ở riêng. Với lại cây Nam nó có điều kiện đón bố về để chăm sóc lúc tuổi già. Mong anh đồng ý cho. Tôi tưởng là dâu trưởng thì phải ở cùng anh chị chứ ạ. Nếu mà để cháu đi ở riêng thế thì bà có đồng ý không? Chuyện này vợ chồng tôi suy nghĩ cũng rất là nhiều. Ý của cụ là như vậy. Nhưng vì con vì cháu, mình cũng phải lựa thôi. À, vâng. Cảm ơn anh chị. Tôi biết anh chị cũng quan tâm và lo lắng cho tôi. Nhưng ý cụ bên nhà là muốn được gần con, gần cháu. Đừng vì tôi mà làm đảo lộn cuộc sống của bà. Mới lại tôi cũng có ý rồi. Tôi phải về quê, còn hương khói cho bác Nhàn, với lại mẹ cháu nữa. Mong anh chị thông cảm cho. Dạ vâng. Với cả cháu Nam nó vẫn muốn không khí gia đình vui vẻ ấm áp đấy. Nếu mà anh chị lại cứ để cho cháu ở riêng ra thì có khi nó lại nghĩ ngợi ý ạ. Không, đấy là dự kiến của vợ chồng tôi thôi. Còn lại phải để tùy các cháu quyết định chứ ạ. Với cả anh chị thông gia cũng đừng lo. Bác Sinh, nếu mà bác không muốn về quê thì bác dọn về bên nhà mình mà ở. Anh chị, lúc mà anh Tuấn nhà em còn sống thì cứ bảo là đất chia cho cái Nam một nửa. Thế nên bây giờ bác Sinh mà bác ấy muốn, với cả bác còn sức khỏe thì bác ấy lấp cái ao đi mà xây nhà. Đúng không bác? Thế thôi, anh chị đã cho phép rồi thì ngày mai, ngày lành tháng tốt, vợ chồng tôi xin phép được đón mẹ con cháu về. Dạ. Ngày giờ đón cháu, để tôi xem lại cái đã nhé. Dạ vâng ạ, tùy chị. Vâng.